Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chuyên đề bài toán tư duy, bài toán bắt tay. Chúng ta sẽ đến với bài toán sau. Có 5 người bạn lâu ngày gặp nhau, tất cả đều bắt tay với những người còn lại, mỗi người một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay? Và chúng ta sẽ làm như sau. Ta phân tích này. Cách 1 thì ta thấy là có 5 người, cho nên là 1 người sẽ bắt tay với 4 người còn lại. Vậy ta có 4 cái bắt tay. Người thứ 2 sẽ bắt tay với 3 người còn lại và đã trừ người thứ nhất, vậy có 3 cái bắt tay. Người thứ 3 sẽ bắt tay với 2 người còn lại, trừ người thứ nhất và người thứ 2, vậy có 2 cái bắt tay. Và người thứ 4 sẽ bắt tay với người còn lại, tức là người cuối cùng, và đã tính là bắt tay với người thứ 1, thứ 2, thứ 3, và ta có 1 cái bắt tay. Vậy có tất cả số cái bắt tay là 4 cộng 3, 4 này cộng 3 cộng 2 cộng 1 bằng 10 cái bắt tay. Vậy có tất cả 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 bằng 10 cái bắt tay. Như vậy là chúng ta thấy là có 5 người mà mỗi người bắt tay nhau một lần thì có 10 cái bắt tay. Và đây là cách làm thứ nhất. Có một cách làm nhanh hơn, gọn hơn thì chúng ta sẽ làm như sau. Đó là cách 2. Ta có là có 5 người thì mỗi người sẽ bắt tay lần lượt với 4 người còn lại. Vậy ta có 5 x 4 bằng 20 cái bắt tay. Thì do A bắt tay với B thì B cũng bắt tay với A, nên số các bắt tay thì nó được tính làm 2 lần. Do đó có lấy 20 chia cho 2 bằng 10 cái bắt tay. Như vậy số cái bắt tay sẽ là 5 nhân với 5 trừ 1 chia 2 bằng 10 cái bắt tay. Vậy từ nay trở đi chúng ta sẽ có một cái bài toán tổng quát như sau. Cách làm bài toán bắt tay này. Giả sử có N người tham gia bắt tay, mỗi người bắt tay với những người còn lại một lần thì số cái bắt tay sẽ bằng N nhân với N trừ 1, sau đó chia cho 2. Các bạn thấy nhanh không ạ? Đấy. Ví dụ chúng ta có là 6 người bắt tay với nhau, mỗi người một lượt thì có bao nhiêu bắt tay, thì chúng ta chỉ việc lấy 6 nhân với N trừ 1, tức là 6 nhân với 5 rồi chia cho 2. Vậy ta có 6 nhân 5 bằng 30, 30 chia 2 bằng 15 cái bắt tay. Và tương tự như thế, chúng ta sẽ làm bài toán tiếp theo. Một bảng bóng đá có 4 đội tham dự, mỗi đội sẽ gặp nhau một lượt. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu trong bảng đó? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ta đây có 4 đội tham dự và mỗi đội sẽ gặp một đội còn lại. Vậy thì tổng số trận đấu ta sẽ làm thế nào? Ta lấy 4 nhân với 4 trừ 1 bằng 3, sau đó chia cho 2. Vậy bằng 6 trận. Các em có thấy nhanh không? 4 nhân 3 chia 2 bằng 6. Nào, tương tự như vậy, các em hãy tính cho thầy. Bài tập có 7 người trong phòng họp, tất cả mọi người đều bắt tay với những người còn lại, một người mỗi người một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay? Các em hãy comment đáp án của mình xuống phần bình luận của video này. Các em thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại các em.